Rồi, xin chào anh em nhé. Đấy, hôm nọ có mấy bác hỏi về cái ốp em ốp ở cái góc loa này. Đấy, thì hôm nay em chia sẻ với các bác luôn. Đấy, đó là đây. Em nhập những cái ốp này về để mình ốp góc loa để cho nó thứ nhất là đẹp thẩm mỹ. Thứ hai là tránh những vết xước móp ở góc loa nữa. Còn rất nhiều các loại đã về thì những cái góc này có thể nó bị móp nhá. Không phải con nào cũng vung vắn đâu đây. Cái loa về có loa nó bị móp. Đây là móp ít này, con móp nhiều này, móp rất là xấu. Thì anh em mua những cái góc ốp này về nhá. Các bác ốp vào góc này. Đấy. Nhìn sẽ đẹp hơn hẳn ngay. Đấy, anh em thấy không ạ? Ốp vào phát vừa che được khuyết điểm và vừa bảo vệ cái góc loa. Đấy, nhiều con móp nhất ở góc rất là xấu. Đây, cái lô này em vừa ốp thử nhìn rất là đẹp luôn. Đấy anh em nhá. Đấy, thì cái ốp này đơn giản, nó là một thiết kế kiểu dạng đồng. Đấy, anh em mua về nhá. Đây nha anh em nhá. Đây. Thì nó sẽ thiết kế đây nhá. Nó sẽ như này, lúc mua về nó hở này này. Đấy, thì anh em bóp vào, anh em bóp cho nó khít vào, bóp dễ thôi. Anh em bóp chiều này rồi. Đấy, anh bóp thêm chiều này nữa là nó sẽ khít nhá. Anh em bóp cho nó khít vào. Đấy, như thế nó sẽ khít vào, những lúc đầu nó hở. Đấy, bóp khít nhá. Xong anh em đặt vào các cái góc loa này. Đấy, đặt góc loa này. Có hai cái cách anh em cố định. Một là anh em cố định bằng cái đinh, nó sẽ kèm theo đây anh em một cái đinh. Những cái đinh nhá. Nó sẽ có những cái đinh bé bé như này. Đấy, đây đinh bé xíu này nhá. Đấy. Những đinh này thì anh em sẽ đóng vào cái lỗ này. Đấy, đóng vào cái lỗ này. Xong rồi đóng vào cái dính vào thùng loa luôn. Đấy. Nhưng mà cái trường hợp đóng đinh thì em thấy là nó không được khả thi lắm, thì nó hay bị nó bị hỏng cái thùng loa đấy, thì tốt nhất anh em thì không nên dùng đinh. Thế như em không dùng đinh đâu, thì em sẽ dùng một loại keo, nó gọi là keo con chó này, X66 này. Đấy, bôi, mình bôi một lượt vào trong cái này và bôi thêm một lượt nữa vào cái thùng loa ấy, vào góc thùng loa ấy, xong mình đặt vào. Đấy, 15 phút sau là nó cố định, nó chắc luôn. Đấy, chắc nịch rồi nhá anh em nhé. Đấy. Đấy, đơn giản đấy thôi. Thế nên các bác mua cái này về các bác độ chế loa, hoặc là các bác độ chế các cái góc bàn, góc ghế, ví dụ thế, mà nó có những cái góc cạnh mà nó bị sứt, bị mẻ mà nó xấu, anh em mua về cái này về anh em che khuyết điểm rất là tốt nhá, và đẹp nhá, và nhìn nó rất là xinh. Đấy, như em ốp trên loa này rất là đẹp luôn. Đấy, các loa bị sứt mà mình ốp vào thì quá tuyệt vời luôn nha anh em nhá. Những cái loa này nó không bị sứt đâu, nhưng mà em ốp vào cho đẹp đấy, có một cái bị sứt thôi, còn đâu là không bị sứt, nhưng em ốp đồng đều hết cho đẹp. Đấy, cả ốp cả trên, cả dưới, cả chân rất là đẹp luôn. Đấy, thế thì những chiếc này thì em bán cứ 5.000 đồng một chiếc nhé. Em bán 5.000 đồng một chiếc cho anh em về làm. 50 đồng sẽ gồm một chiếc như này. Thế và bao gồm 1, 2, 3, nó sẽ có 1, 2, 3, 4 cái mỗi chiếc này sẽ gồm 4 cái đinh như này nhé. Đấy, mỗi này có 4 lỗ thì sẽ gồm 4 cái đinh cho anh em. Đấy, anh em dùng đinh được, nhưng khuyên anh em là nên ra ngoài tiệm cơ khí, anh em mua cái loại keo đầu, gọi là keo con chó này, keo dog này. Đấy, anh em bôi thì nó sẽ ok hơn. Ví dụ nay mai mà nó anh không thích, anh em mà tháo ra cũng được, chứ nếu mà đóng đinh vào nó xấu lắm, nó để những cái lỗ ở trên này nó rất là xấu loa, ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của loa nhá. Đấy, 5.000 đồng một chiếc. Đấy, anh em mua bao nhiêu thì em bán bấy nhiêu. Đấy, không bao ship nhá, anh em giả tiền ship, tiền cước nó chỉ khoảng 22.000 thôi, 23.000 gì thôi, vì nó cực kỳ nhẹ mà. Còn trên 20.000 thì 22.000, thường em gửi là 22.000 một đơn. Đấy, 5.000 đồng một chiếc. Đấy, anh em lấy bao nhiêu thì báo em nhá. Đấy, một loa của nó sẽ gồm tối thiểu là một loa của nó sẽ là 4 chiếc, 4 góc mà 4 chiếc. Đấy, rồi anh em nào có nhu cầu nhắn tin vào Zalo 0975 575 262, em sẽ ship cho các bác. Chú ý em chuyển khoản luôn nhé, nói thật là những cái đơn lặt vặt như này thì anh em chuyển khoản luôn cho em, chứ em không COD các thứ, nó mất thời gian đó. Mỗi một chiếc em lãi có 1.000-2.000 đồng thôi, nói thật thì các bác còn lãi 1.000 đồng thôi. Đấy, cho nên là em không COD đâu, các bác đặt hàng cho vui thì không lấy cái thì nó cũng rất là mệt, mất việc. Rồi, thế các bác nhé. Rồi, xin chào các bác và anh em.